Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng Thể Thao Văn Hóa. Bây giờ sẽ là trận đấu thuộc vòng 5 giải Ngoại hạng Anh, trận đấu giữa Man City và Arsenal. Đây có thể coi là trận cầu tâm điểm ở vòng đấu này, bởi lối chơi tấn công rực lửa của cả hai đội, và đáng ngạc nhiên lúc này Man City đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng sau 3 vòng đấu. Thầy trò Guardiola mới chỉ có 4 điểm, gần nhất là trận hòa 1-1 trên sân của Leeds United. Trong khi đó thì Arsenal đã có 9 điểm sau 4 trận và đứng ở vị trí thứ 4. Ở vòng đấu trước, các pháo thủ đã có chiến thắng nhọc nhằn trên sân nhà trước Sheffield với tỷ số 2-1. Lần trở về sân Etihad của huấn luyện viên Arteta sẽ rất cảm xúc khi ông đã từng là trợ lý của Pep Guardiola, và chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn chờ đợi cả hai vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha ở trận cầu này. Việc thiếu đi những mũi nhọn quen thuộc trên hàng công như Aguero hay Gabriel Jesus đã khiến Man City khó khăn hơn trong việc cụ thể hóa những cơ hội. Lúc này người gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho The Citizen vẫn là Sterling. Tân binh Dias cũng đã ra sân ở trận gặp Leeds và anh vẫn cùng Laporte gánh vác nhiệm vụ nơi hàng phòng ngự. Bên phía Arsenal, nhiệm vụ ghi bàn đặt trên vai Aubameyang, nhưng khả năng ra sân của anh vẫn là dấu hỏi bởi chấn thương nhẹ ở mắt cá. Tuyến giữa của họ sẽ rất đáng xem nếu như Thomas Partey, bản hợp đồng mới nhất của các pháo thủ, xuất hiện bên cạnh Ceballos và Saka. Ở hàng thủ thì Gabriel vẫn chơi rất chững chạc kể từ khi ra mắt, và anh sẽ được dìu dắt bởi kinh nghiệm của người đồng hương David Luiz. Trong 5 lần đối đầu gần nhất thì Man City áp đảo với 4 chiến thắng, và gần nhất họ đã để thua Arsenal, chính là trận chung kết FA Cup vừa qua. Về phong độ, cả hai câu lạc bộ đều có điểm chung là đã để thua 1 trên 5 trận đấu gần nhất. Và thưa quý vị, tỷ lệ của trận đấu này Man City trên sân nhà sẽ chấp Arsenal 1/4. Dù để thua các pháo thủ ở trận đấu gần đây tại chung kết FA Cup, nhưng trở lại với Ngoại hạng Anh, Man City là một bộ mặt khác. Hai trận gần đây trên sân Etihad thì Man Xanh thường thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên. Tuy nhiên, việc thiếu đi các chân sút chủ lực sẽ khiến thầy trò Guardiola gặp khó, và có thể họ vẫn thắng nhưng không vượt qua được kèo chấp này. Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ tài xỉu trận này là 3/2. Trong thời gian gần đây thì Arsenal đã trình diễn một bộ mặt khác. Dưới thời huấn luyện viên Arteta, các pháo thủ không còn chơi tấn công dồn dập. Thay vào đó, họ kiên nhẫn phòng ngự và chờ đợi phản công từ tốc độ của đôi cánh. Có lẽ vì thế mà trận này sẽ không có nhiều bàn thắng và cửa xỉu sẽ là lựa chọn an toàn. Dự đoán của chúng tôi ở trận đấu này, Man City sẽ vượt qua Arsenal với tỷ số 2-1. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.